Ngày thi đấu cuối của sự kiện Live Golf London đã chứng kiến hồi đấu cuối cùng đầy cảm xúc với Cameron Smith. Bởi trong những cú bắt của golfer người Úc, nó không chỉ là chiến thắng dành riêng cho cá nhân anh, mà đó còn là cho những người đồng đội của Ripper GC. Trước sức ép quá lớn như vậy, Cameron Smith, một người đã thi đấu rất ổn định trong 3 ngày qua, nhưng lại có thể bất trượt một tình huống có khoảng cách 6 phút. Cú bất hỏng này khiến cho Smith chỉ có thể có bogey ở hố số 18, đồng nghĩa với việc đội Ripper GC của anh phải về vị trí thứ hai ở nội dung đồng đội. Niềm an ủi với Cameron Smith là tấm séc ở vị trí đầu tiên, trị giá 4 triệu đô la mà anh ấy có thể chia sẻ với đồng đội của mình. Điểm số chung cuộc cho golfer người Úc sau ngày thi đấu thứ 3 là âm 15 gậy, chỉ tốt hơn Patrick Reed và Mark Leishman đúng một gậy mà thôi. Tuy nhiên với Patrick Reed, thất bại với một gậy nhiều hơn so với Cameron Smith, nhưng đội Four Aces GC của golfer này lại về nhất ở nội dung đồng đội, qua đó tiếp tục củng cố vị trí đầu trên bảng xếp hạng nội dung đồng đội với 168 điểm, tạo ra khoảng cách 40 điểm so với Tokay GC và Range God GC. Trở lại với Cameron Smith, chiến thắng sút sao của golfer người Úc đã giúp anh có được danh hiệu Live Golf đầu tiên trong năm nay và đồng thời là danh hiệu thứ hai cho golfer người Úc tại hệ thống. Và quan trọng hơn hết, danh hiệu Live Golf London sẽ càng củng cố tinh thần cho Smith trên hành trình hướng tới việc bảo vệ ngôi vương tại The Open. Sự kiện sẽ diễn ra trong một tuần nữa. Cameron Smith sẽ là một trong 16 golfer của hệ thống Live Golf tham dự sự kiện năm nay.